Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thứ 15. Tham dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân Hà Nội cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, đồng thời quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu trong kế hoạch năm 2020. Cùng dự phiên họp có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. 6 tháng qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch COVID-19, nên tăng trưởng của thành phố vẫn đạt 3,39%, cao hơn mức 1,81% của cả nước. Thu ngân sách đạt 142.000 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán. Đáng chú ý, Hà Nội vừa tổ chức thành công hội nghị Hà Nội 2020 Hợp tác và Phát triển, trao quyết định chủ trương đầu tư cho 229 dự án với tổng vốn đầu tư trên 405.000 tỷ đồng, ký 38 biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp nhà đầu tư có tổng giá trị 28,6 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá những kết quả trong 6 tháng đầu năm đã minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng của thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhằm đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Cần tận dụng tốt những cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù trong nghị quyết 115 của Quốc hội, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới đây để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của đất nước. Với Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, nhất là thẩm quyền trong việc quyết định những chính sách tài chính, ngân sách đặc thù theo nghị quyết số 115 của Quốc hội. Tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, những vấn đề mà nhân dân thủ đô quan tâm, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan thông tin, báo chí cùng nhân dân trong việc xem xét, giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của cử tri và những kết luận sau giám sát. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để lựa chọn bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.